Hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến với video chat của mình. Mọi người có thể thấy là mình đang bị mất giọng bởi vì tất nhiên rồi, Việt Nam vô địch. Đó, rất là đáng tiếc. Và ngày hôm qua mình đã hơi bị quá khích cho nên là đến hôm nay là giọng nó không được ok cho lắm. Cái video này là mình muốn chia sẻ những cái sơ suất, những cái lỗi nhỏ mà các anh em dễ bị mắc phải. Đó, mình chỉ gọi là những cái chia sẻ của mình thôi. Bởi vì những cái này là mình rút ra từ cái thực tế của mình chứ nó không phải là mình quy định là các bạn phải như thế này, các bạn là phải như thế này. Đó, chỉ là muốn là nếu như anh em nào mà xem mà cảm thấy đúng thì ok, mình rất là mừng. Ok, cái việc đầu tiên mình muốn nói đến đó là test mùi. Mình đánh giá cái việc test mùi trực tiếp là cái việc rất là quan trọng, thậm chí nó còn quan trọng, rất 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 quan trọng, và quan trọng hơn là xem review, cái cảm nhận của mọi người đó. Thế nhưng mà cái việc mà mình test mùi nó như thế nào thì gần như là các anh em hay bị mắc lỗi đó, mọi người thường không hay để ý lắm. Thường là mọi người có cái xu hướng là ra shop, ra plaza xịt mùi, ngửi và kết luận mùi này không hay, mùi này dở, mùi này vớ vẩn, chả là cái gì cả. Nhưng thực tế thì đấy là một cái mà mọi người nên chú ý. Bởi vì sao? Việc ngửi mùi hương nước hoa nó thiên về cái cảm xúc, nó thiên về cái cảm nhận của mình. Do đó chúng ta cần phải để cho cái đầu óc của mình, cái tinh thần của mình nó phải ở trong một cái trạng thái thoải mái nhất, sung mãn nhất. Thì lúc đó chúng ta cái việc cảm nhận mùi hương nó mới là chuẩn nhất. Có nghĩa là gì? Ví dụ như khi chúng ta đi làm cả một ngày rồi mệt mỏi chẳng hạn, đầu óc sau một ngày rồi phải lo công việc chẳng hạn, tinh thần nó không thoải mái, đầu óc nó cũng không được thoải mái, khá là mệt mỏi, và chúng ta đi thầm một mùi hương nào đó, chúng ta xịt và chúng ta ngửi, thì mình khẳng định với các bạn sẽ không thể nào mà cảm nhận được hết cái hay của cái mùi hương đó, bởi vì bản thân các bạn cũng đã, nói chung là nó không được thoải mái, nó không được relax khi mà ngửi một mùi hương. Thì cái việc đánh giá mùi hương đó nó không thể nào mà chuẩn xác được. Thế thì tại sao các bạn không thay vào đó các bạn? Các anh em cứ mua về, cứ bình tĩnh đó, cứ để nguyên như thế. Có thể là sau buổi tối các anh em ăn uống xong, đi chơi bạn bè xong, về lúc đấy ok, 10 giờ 10 rưỡi lúc đấy là đầu óc tinh thần bắt đầu thoải mái rồi, không không phải lo những cái việc gì, không phải lo lắng, không phải vội vội vàng vàng vì gì đó. Chúng ta lấy ra, chúng ta xịt và từ từ cảm nhận thì nó sẽ rất là thấm vào cái cảm xúc, cái cảm nhận của chúng ta, và đấy là chúng ta sẽ có một cái đánh giá mùi hương nó rất là chuẩn, không cần thiết phải xịt nhiều lần, mà chỉ cần một lần các bạn chọn đúng thời điểm khi mà các bạn muốn thẩm mùi hương thì là ok, chúng ta sẽ biết ngay được mùi hương này có hay hay không, mùi hương này có hợp với mình hay không. Chứ không nên là ví dụ như là đầu óc còn đang vội vàng hẹn người này đi chơi, lát nữa còn đi nhậu, đó chúng ta tạt té vào cái plaza nào đó, chúng ta xịt mùi hương và ngửi vội vội vàng 15-20 phút và chúng ta kết luận mùi hương này không hay. Cái đấy là một cái sơ suất rất là đáng tiếc. Vì bản thân mình cũng thế, mình cũng đã từng thẩm một vài chai trong cái kiểu như là như vậy, vội vội vàng vàng và kết luận vớ vẩn. Nhưng mà sau đó thì mới mua thử vài hào về và để một cái lúc thư giãn nhất mình xịt và mình mới vỡ lẽ ra oh man, chai này rất là hay đó. Thì cái này các anh em nên chú ý. Cái sơ suất thứ hai mà mình thấy các anh em rất hay bị mắc phải đó là mọi người có cái suy nghĩ giống như hoa design đều nhạt nhòa và giá rẻ. Bởi vì sao mình nói thế? Mình biết là các anh em khi mà nói về nước hoa design, ví dụ như Versace, thì các anh em sẽ nghĩ ngay đến, biết là Versace Eros, Versace Pour Homme, Lanny DeLome, thì nó có là Yves Saint Laurent Lanny DeLome đó, Dolce & Gabbana thì có The One Eau de Parfum, Giorgio Armani thì có Armani Code, Armani Code Profumo, Acqua di Gio, Acqua di Gio Profumo, vân vân đó. Những cái chai nước hoa mà khi mà các anh em nhắc đến những cái thương hiệu design thì các anh em có thể hoàn toàn có thể list ra những cái chai nước hoa đấy. Và
chỉ dựa trên khoảng 40 hoặc 50 trái đó, các anh em đã vội kết luận là nước hoa design nhạt, khá là mùi hương, không có cái gì độc đáo, không có cái gì sáng tạo. Đấy là một cái kết luận phải gọi là cực kỳ là phiến diện. Bởi vì sao mình nói thế? Theo như cái thống kê hiện tại trên forum, có thể nói là số 1 về nước hoa Fragrantica, họ thống kê là riêng về nước hoa nam hiện tại là có 10.000 chai đó, thì mình cứ gọi là phiến đi, sẽ có khoảng 3.200 chai là giá rất là rẻ, 3.200 chai giá bình thường và 3.200 chai là giá đắt tiền đó, là những chai thuộc là dạng cao cấp giống như niche đó. Thế thì mình muốn hỏi ngược lại các anh em là ai có thể dám khẳng định với mình là 3.200 chai rẻ tiền và 3.200 chai giá bình dân, tất cả mùi hương đều giống như nhau? Anh em nào có thể khẳng định giúp mình thì thật sự mình rất là khâm phục cái kiến thức nước hoa của người đó. Nói như thế có nghĩa là ý mình muốn nói là những cái chai nước hoa mà các anh em được tiếp xúc, những cái chai nước hoa design ấy mà các anh em tiếp xúc, nó chỉ là một cái bề nổi, thậm chí là một chút xíu, cũng chưa được gọi là một chút xíu, trong cái thế giới nước hoa design rộng lớn. Còn rất rất nhiều những chai nước hoa mà nó hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chí của các anh em muốn, đó là độc đáo, sáng tạo đó và đẹp, những cái tiêu chí mà các bạn cần vào một mùi hương. Nói tóm lại, cái ý mình muốn nói đến các bạn đó là cái ranh giới giữa của một người yêu mùi hương và của một chọc phú chơi nước hoa nó rất là mong manh đó. Một người yêu mùi hương thì đắt rẻ không quan trọng, mà cái người ta thích đó là người ta sẽ phải, trong cái hàng 10.000 chai nước hoa đó, họ sẽ lọc ra được, họ sẽ tìm ra được những cái mùi hương hay, độc đáo, đúng với tinh thần của một nghệ thuật, cái nghệ thuật mùi hương, chứ không phải là một chọc phú chỉ mua chai đắt tiền và cho rằng đó đấy là những chai độc, đấy là những chai mùi hương hay đó. Cái ranh giới đó rất là mong manh, và mình hy vọng các anh em có thể đồng ý với mình về cái quan điểm này. Cái sơ suất thứ ba đó là những nước hoa niche thường họ đầu tư rất là nhiều tiền vào việc dùng cho nguyên liệu xịn, nguyên liệu tốt, và nước hoa có nguyên liệu tốt sẽ có mùi hương hay nhất. Thì thật ra cái việc mà dùng nguyên liệu xịn hay không xịn thì mình công nhận với các anh em là những cái chai nước hoa niche, có những chai họ dùng những nguyên liệu rất là ok, nguyên liệu tự nhiên. Thế nhưng họ dùng bao nhiêu đô, cái số tiền họ dùng vào một sản phẩm chai nước hoa là bao nhiêu, thì chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu xem một cái thống kê này nhá. Ở đây là thống kê ở một cái chai nước hoa 100 đô. Thì ở đây anh em có thể thấy này, những cái chi phí là đóng gói này, marketing, hoa hồng, phí bản quyền mùi hương này, chi phí sản xuất, lợi nhuận của nhà sản xuất, và cái cuối cùng mình không rõ lắm nhưng mà nó giống như là lợi nhuận cho nhà bán lẻ, và cái cuối cùng mới là cái chi phí dùng vào để mua nguyên liệu. Thì ở đây với một cái chai nước hoa 100 đô, cái chi phí để dùng vào việc mua nguyên liệu chỉ là 2 đô đó. Ngoài ra, nhà sáng chế nước hoa người Pháp rất nổi tiếng đó là Jean-Claude Elena, ông ấy đã từng nói là cái giá, cái chi phí để sản xuất ra một chai nước hoa thì cái chi phí để cho nguyên liệu chỉ chiếm 6% trong tổng số cái chi phí để sản xuất ra một chai nước hoa.
nói đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái chai nước hoa niche đắt tiền chẳng hạn, ví dụ như của nhà Creed, của nhà Frederick Moore hoặc là MFK, giá của họ có thể là 400-500 đô. Thế nhưng các bạn có thể thấy là cái mẫu đóng gói của họ này, chai của họ được đầu tư rất là công phu, rất là tỉ mỉ, và họ bắt buộc phải tăng cái giá bán lên để bù vào những cái chi phí mà họ đã đầu tư vào cho sản xuất. Tất nhiên là mình không nói là họ không đầu tư tiền vào việc mua nguyên liệu, nhưng để nói trong ví dụ như một chai họ bán khoảng 400-500 đô mà họ sử dụng phần lớn số tiền vào cái việc đầu tư vào nguyên liệu là không phải. Mình nghĩ nó cũng chỉ rơi vào khoảng tầm 10 đô đó, 10 hoặc 10 đô hơn một tí. Còn lại là cái việc họ phải chi trả cho nhà sáng chế nước hoa này, bao bì này, chế tạo ra chai đựng, cái lọ đựng nước hoa này, rồi bản quyền, dùng rất rất nhiều những chi phí mà họ sẽ phải chi trả. Còn bảo là 100 họ đầu tư nhiều cái số tiền vào nguyên liệu thì là không phải, chắc chắn là không phải. Vậy cái ý mình muốn nói đây là cái việc sử dụng nguyên liệu xịn, những nguyên liệu tốt, nó chỉ là một trong những cái hỗ trợ thôi, còn tất cả vẫn phụ thuộc là vào người sáng chế nước hoa. Mình nói ví dụ ở đây, ví dụ như là cỏ hương bài luôn luôn là một nguyên liệu mà rất được nhiều các cái nhà sáng chế nước hoa đưa vào để trong cái thành phần mùi hương. Thế nhưng mà ví dụ như chai Lalique Encrenoir có giá rất là rẻ và sử dụng cỏ hương bài nhưng lại được rất là mọi người đánh giá cao vào đó, đúng không? Bởi vì cái sự sáng tạo của nhà sáng chế nước hoa đã, người ta đã rất là tài tình, người ta blend lên mùi, và mặc dù giá thành của chai nước hoa rất là rẻ, thế nhưng mùi hương của nó thì không ai dám bảo nó là rẻ cả. Đó. Thì trên đây là với cái quan điểm của mình, thì các anh em khi mà mới chơi nước hoa là dễ bị mắc phải. Đó. Thì nếu như mà các anh em nào mà đồng ý với cái quan điểm của mình thì mình hy vọng là cái video này có thể giúp được cho mọi người. Video của mình đến đây là hết, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.